sáng ngày 19 tháng 9, Diễn đàn Kinh tế, Xã hội Việt Nam 2023 với chủ đề tăng cường năng lực nội sinh, kiến tạo động lực cho tăng trưởng và phát triển bền vững đã khai mạc tại Hà Nội. Với tinh thần đồng lòng, chung sức, cùng nhau vượt khó để đạt được các mục tiêu của diễn đàn có tính thiết thực, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ mong muốn lắng nghe những ý kiến, trao đổi, thảo luận tập trung giải đáp 3 câu hỏi lớn. Một là dự báo bối cảnh tình hình kinh tế, tài chính khu vực, thế giới, cơ hội, rủi ro, thách thức nào đối với nền kinh tế Việt Nam trong năm 2023, 2024 và giai đoạn tiếp theo. Hai là thực trạng kinh tế, xã hội, những khó khăn, thách thức, nút thắt chủ yếu và năng lực chống chịu của nền kinh tế, doanh nghiệp, người lao động hiện nay như thế nào? Dự báo như thế nào cho cả năm 2023, 2024 và cả giai đoạn 5 năm 2021 đến 2025? Ba là năng lực nội sinh, động lực và giải pháp căn cơ nào nhằm tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực, tăng cường nội lực, kiến tạo động lực cho tăng trưởng và phát triển kinh tế xã hội trong năm 2023, 2024 và cho cả nhiệm kỳ 2021 đến 2025. Căn cứ các đề xuất, kiến nghị và giải pháp, ngay sau khi kết thúc diễn đàn, ban tổ chức diễn đàn sẽ xây dựng báo cáo tổng thuật gửi tới Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ban, ngành và địa phương để phục vụ kịp thời kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa 15 và công tác hoạch định, thực hiện chủ trương, chính sách phát triển kinh tế xã hội của đất nước